Xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hôm nay tôi đang ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Và tôi đang đứng trước một ngôi nhà mái Thái ở vùng quê rất thanh bình. Bạn nào muốn tham quan ngôi nhà này thì hãy cùng tôi nhé. Rồi các bạn nhìn, đây là một ngôi nhà mái Thái có kích thước là 10m mặt tiền và sâu 12m là 120m2. Một phòng khách và 4 phòng ngủ cùng với công trình vệ sinh khép kín bên trong nhà. Để mời chúng ta sẽ tham quan ngôi nhà này. Rồi chúng ta cùng tôi nhé. Và mời các bạn chúng ta sẽ tham quan ngôi nhà cấp 4 mái Thái rất đẹp ở vùng quê này nhé. Rồi các bạn nhìn đây là cái ngõ đi vào ngôi nhà này. Rồi đây tham quan các bạn nhìn. Giờ đây xuất hiện phía trước ngôi nhà rồi. Đây là khu vườn của gia đình các bạn nhé. Rồi phía trước ngôi nhà ở cái góc nhìn này thì các bạn sẽ hướng cây. Chúng ta nhìn cái hệ cổng của ngôi nhà. Đấy, các bạn quan sát cái hệ cổng của ngôi nhà. Phía trên lợp ngói và chúng ta hàn thép này. Rồi các bạn quan sát cái hệ cổng phía trên của ngôi nhà. Và các bạn đứng đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần trang trí phía trước của ngôi nhà nhé. Rồi các bạn trang trí cái hai cái trụ cột và các cái hoa văn trang trí phía trên của ngôi nhà. Các bạn xem cái phần hoa văn trang trí và các cái đường chỉ đi rất đẹp này. Khuôn viên phía trước của ngôi nhà này. Đây phía trước của ngôi nhà thì các bạn nhìn, chúng ta sẽ có một cái phòng khách và 4 cái phòng ngủ cùng với khu vực nhà tắm và vệ sinh khép kín bên trong. Giờ mời các bạn chúng ta sẽ tham quan vào bên trong để xem cách bố trí không gian phòng bên trong ngôi nhà nhé. Rồi các bạn quan sát hệ trần trước hiên này. Có hai kích thước cột 30x30 các bạn nhé. Để chậu hoa ly. Tôi mời các bạn quan sát cái hệ trần phía bên trong của phòng khách của gia đình. Cái diện tích 30m2 các bạn nhé. Chúng ta quan sát thoải mái. Và từ đây chúng ta sẽ có cái hành lang để các bạn sẽ đi vào bên. Trong phòng khách thì chúng ta sẽ quan sát cái phòng ngủ số 1. Cái phòng ngủ số 1 này. Cùng với hành lang đi chúng ta sẽ quan sát cái phòng ngủ. Rồi đây là cái phòng ngủ bật nóng. Chú bật cháu máy sáng hết cái phòng. Rồi mời các bạn quan sát cái hành lang đi vào các cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ số 2. Thì các bạn quan sát cái hệ trần phía trên của phòng ngủ, bố trí cửa sổ đây. Rồi chúng ta sẽ quan sát sang cái phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này có diện tích là
16 m². Để các bạn quan sát hệ trần gia đình bố trí đơn giản. Hai phòng đều 16 m². Tất cả đều 16 m². Đâu hai phòng ạ? Còn phòng này là 12 m². Thì các bạn quan sát phòng ngủ thứ tư rồi. Các bạn quan sát phòng ngủ thứ tư của gia đình. Phòng này có diện tích là 16 m² các bạn nhé. Từ cái hành lang này chúng ta sẽ đi sang bên này có nhà tắm và khu vực nhà vệ sinh của gia đình chung. Và mời các bạn quan sát cái khu vực phòng tắm của gia đình có diện tích là 8 m² và khu vực vệ sinh chung 2 m² các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lối hành lang nữa thì chúng ta đi đến khu vực nhà tắm và xuống khu vực bếp. Đây là khu vực nhà tắm từ đây các bạn quan sát khu vực này có diện tích là 8 m² và đây là cái nhà khu nhà vệ sinh diện tích là 2 m² các bạn nhé. Từ đây có một cái cánh cửa, có cánh cửa các bạn này, chúng ta mở ra thì các bạn sẽ đi đến cái khu vực bếp. Đây khu vực bếp cũ của gia đình. Từ đây các bạn sẽ nhìn ra cái cánh cổng phía ngoài. Thì mời các bạn chúng ta sẽ quay lại cái không gian phía bên trong của ngôi nhà. Từ cái vị trí này thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh đầu tiên này. Sau đó chúng ta sẽ đến khu vực phòng tắm này. Và tiếp theo cái hành lang thì chúng ta sẽ đi dọc cái hành lang này chúng ta đến 4 cái phòng ngủ. Và phía này thì chúng ta có lấy cái ánh sáng. Khe sáng. Trên cái phần nhà tắm là cái gác chân này, cái đồ đạc. Nếu bạn quay lại cái khu vực phía nhà tắm thì làm thấp hơn so với cái đến trần của ngôi nhà ấy. Thì cái khu vực phía trên là cái gác để đồ, chứa đồ chung ở trong gia đình. Và mời các bạn chúng ta quay lại cái vị trí hành lang và đến các phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ số 4 nha các bạn nhé. Có diện tích là 16 m² này. Phòng ngủ số 3 có diện tích 16 m². Phòng ngủ số 2 thì có diện tích là 12 m². Và từ đây thì chúng ta sẽ quay lại có 3 phòng ngủ. Đấy, các bạn nhìn cái hành lang. Đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3. Đây là phòng ngủ số 4. Và từ cái hành lang này chúng ta sẽ đi đến khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh và đi ra bếp. Các bạn chú ý nhé. Rồi chúng ta sẽ quay về khu vực phòng khách. We'll be right back.
Rồi các bạn quan sát cái hệ mái của ngôi nhà, chúng ta vừa mới tham quan các phòng nhá. Chúng ta nhìn ở góc này thì mới quan sát được cái mái rất đẹp này. Rồi. Mời các bạn chúng ta sẽ quan sát cái hệ mái của ngôi nhà. Mái Thái rất đẹp, có 4 phòng ngủ và 1 phòng khách cùng với khu vực nhà tắm và khu vệ sinh. Rồi, đây là cổng ngôi nhà này. Và tìm được cái ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của riêng mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bạn nào cần cái bản vẽ của ngôi nhà này thì hãy để lại địa chỉ Gmail cùng với số điện thoại. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn và các bạn sẽ mất một chút kinh phí để nhận được bản vẽ ngôi nhà này nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.